Bài viết của nhà báo tự do Mạnh Kim. Bài viết có tựa đề Tuấn Khanh. Có nhiều nhà báo đã được trao giải trong dịp này và nhiều tờ báo cũng tôn vinh số cây bút trong hệ thống báo chí nhà nước. Nhiều tờ báo như thường lệ lại viết về sức mạnh báo chí và báo chí nhân dân. Tuy nhiên, chẳng tờ báo nào dám đụng đến truyền thông xã hội, một đề tài rất nhân dân, cũng như tác động thực sự của truyền thông xã hội lên cộng đồng lẫn hệ thống báo chí thuộc quản lý nhà nước. Viết về chân dung những nhà báo tự do càng không dám. Dĩ nhiên, báo chí nhà nước chỉ được khen phóng viên nhà nước. Một số cây bút tự do trong thực tế luôn xứng đáng được trân trọng. Xét về ảnh hưởng và tác động xã hội, tôi muốn nói đến một người, Tuấn Khanh. Tuấn Khanh không hẳn là nhà báo. Một cách chính xác, anh là nghệ sĩ viết. Khanh viết đẹp, văn của Khanh rất người và rất Việt Nam. Khanh không viết chữ, Khanh viết bằng cảm xúc, nhiều khi hơi đậm, nhưng không cây bút nào viết ra nước mắt và thẩm thấu ruột gan bằng anh. Một số bài của Khanh, tôi có cảm giác anh thấu thị nó bằng cái nhìn khác thường. Anh đặt nó ở một góc mà chỉ anh mới thấy và miêu tả được. Cách sắp xếp cấu trúc trong tư duy của Khanh rất đặc biệt. Trong một bài, Khanh có thể sâu chuỗi và móc nối nhiều sự kiện lại thành một mạch liền lạc với kỹ năng dệt chữ mượt mà, trôi chảy đến mức sửng sốt và đưa đến một kết luận có thể gây bàng hoàng. Văn của Khanh thể hiện tính cách của Khanh. Anh nhạy cảm với diễn biến xã hội. Khanh dễ dàng trầm uất và trốn vào một góc để một mình tự dằn vặt. Tuy nhiên, anh không bao giờ chạy trốn cuộc đời. Anh cũng là con người của tự do. Khái niệm tự do rất lớn và bao trùm trong Khanh. Từ rất lâu, Khanh đã là một nhà báo của tự do, ngay khi anh còn làm trong hệ thống báo chí nhà nước. Tôi còn nhớ, lúc ấy, khoảng giữa thập niên 1990, Khanh đã gây sốc với bài báo Nghĩ về dòng âm nhạc hôm nay, đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Bài báo viết về sự cần thiết phải thay đổi tư duy sáng tác để phù hợp với thế hệ trẻ hiện đại. Ngay lập tức, Hội Âm nhạc Thành phố lẫn Hội Âm nhạc Trung ương vây vào đánh Khanh tơi tả. Họ nói Khanh khước từ và phủi bỏ cống hiến của dòng nhạc cách mạng. Họ nói anh phản động. Họ nói anh là phần tử xấu. Tuấn Khanh trở thành sự kiện ở thời điểm đó. Và bài báo đó, Khanh dĩ nhiên bị đẩy khỏi Tuổi Trẻ. Khanh bắt đầu đi bụi, đi vào xã hội. Anh đến tận cùng lớp đáy nơi người nghèo lam lũ và nhặt nhạnh từng xu qua ngày. Rồi Khanh sáng tác. Một lần nữa, như có thể hiểu được, một số ca khúc của anh cũng bị làm khó và thậm chí bị cấm. Lúc đó Khanh bỏ hết. Học đến năm thứ ba ngành quan hệ ngoại giao, đại học luật, Khanh bỏ. Học đến năm thứ ba khoa Anh, đại học tổng hợp, Khanh cũng bỏ. Anh bỏ vì người ta không muốn anh học. Thậm chí với trường nhạc, Khanh cũng suýt bỏ vì bị chù dập bởi cái mác thành phần phản động. Nếu không nhờ một số người thầy đứng ra bên vực, có một thứ Khanh không thể bỏ. Viết, anh không muốn là trí thức chùm chăn. Anh viết về đời, về những gì anh thấy, chứ không phải được áp đặt để thấy, về những gì rất gần với lương tri, bằng cảm xúc của một tâm hồn Việt Nam tinh tuyền. Dông dài đặt tâm linh xuống nơi đền đài chào nhân loại con chào luôn thế kỷ tam phai thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhầu mẹ thức ngồi khâu thương quê hương chuyện bao nhiêu chim chết ra thu đang
yêu nhau, người vướng tội tù, đang đam mê lòng nuôi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nghiệp đường tu, trong thương đau nhìn con bước tới dáng mẹ trời heo mòn niềm vui, còn đi trong buồn tim thống thôi giữa dòng đời muôn trùng van lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa tái thương phận người, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong gian. Đời máu vẫn đỏ tươi trong giang hồ.